Em là Trang. Chào Trang. Dạ. Thực ra là em mới tiếp xúc với kênh chị Nhi khoảng được một tuần. Ủa mới có tuần hả? Chết cha rồi. Vậy chưa coi hết video rồi. Vậy hơi căng thẳng nha, mới có một tuần là dễ bị chửi lắm á nha. Em chỉ muốn hỏi là trong cái thời gian này mình biết là mình đang thiếu kiến thức như vậy, và mình đang trong cái thời gian học hỏi này, thì khi mà mình hiện tại bé của em đang 7 tuổi thì em muốn định hướng cho bé nó phát triển đúng ngay từ bây giờ, thì có cách nào để họ để bé phát có thể phát triển song song cùng với mình không? Ừ, có em. Thứ nhất là nếu như em đang học kênh của chị thì mỗi cái kiến thức nhỏ mà em học được của chị, em hãy học cách nói chuyện với con em như người lớn luôn. Tại vì chị nói thiệt với em là chị không có giao tiếp với Eva ở nhà như con nít. Cách chị đang nói chuyện với mấy đứa, chị nói với con của chị y xì như vậy. Chị luôn đặt ngược câu hỏi lại cho con. Và em phải nhớ nè, con của em nó ở cái độ tuổi mà cái não của nó chưa có thể trả lời cho em phân tích một cái câu dài được. Hãy đặt câu hỏi làm sao mà nó chỉ có hai chữ duy nhất là có hoặc không. Tức là sao, ví dụ chị muốn đặt con câu hỏi cho con của chị thay vì nó là tại sao con không có dọn đồ chơi vậy, thì ba em bắt con em phải giải thích đúng không. Bây giờ em sẽ cho nó cái câu hỏi khác, ví dụ như vậy nè, mẹ không biết lý do tại sao con không dọn đồ chơi, nhưng mà có phải là bởi vì hôm nay con đi về nhà con không cảm thấy vui cho nên con không có thích dọn đồ chơi không, thì câu trả lời của nó là gì? Dạ đúng mẹ, hoặc là dạ không mẹ. Nếu nó nói dạ không, mình sẽ hỏi tiếp là ủa vậy hôm nay ở trên trường nó đã có cái chuyện gì mà con cảm thấy không vui vậy? Có phải là bạn của con không có nói chuyện với con, hay là con với bạn không chơi với nhau, hay là cô của con không có để ý đến con hay không? Nó sẽ trả lời tiếp có hay là không. Em thấy cái cách chị nói chuyện không? Ok, nói chuyện với con nít là một cái kỹ năng để tập cho em. Thứ nhất là tính kiên nhẫn, thứ hai là làm cho cái điều phức tạp nhất trở thành dễ nhất. Chị nói cho em nghe, nếu mà không có con á, chị nghĩ chị cũng không dạy được cái kênh YouTube của chị đâu. Tại vì sao? Tụi mày ở Việt Nam như con nít với tao vậy đó. Cái kiến thức của chị nó quá cao, và nếu như chị không làm cho nó gọi như là đơn giản nhất có thể, tụi mày sẽ không hiểu chị đang nói cái quần gì hết. Tại vì chị thấy cái tụi em không thấy, chị ở cái nơi mà tụi em không ở, chị sống ở cái môi trường mà mấy đứa mày không thấy. Làm sao để chị giải thích một cái gì mà một người chưa bao giờ nghe, nhìn thấy và cảm nhận để hiểu được đây? Đó chính là cái thử thách lớn nhất của một mentor như chị. Dạy cho một đứa nước ngoài rất dễ, nhưng dạy cho một người Việt Nam cực kỳ khó, tại vì họ chưa bao giờ được đi nước ngoài. Rồi cái kế tiếp, khi em có con, làm sao để con em song song phát triển với em? Hãy bắt đầu làm việc nhóm chung với nó, dạy cho nó làm việc nhóm là như thế nào, tạo ra những cái task, tức là những cái công việc nhỏ mà em với con làm chung. Ví dụ nấu ăn chung, ví dụ coi phim chung, ví dụ làm picnic chung, hay là những cái gì mà hai mẹ con có thể dành thời gian, nó gọi là quality time. Để làm chi? Để em với con em có thể giao tiếp với nhau. Những cái lúc mà chị làm như vậy, chị không bao giờ đem theo điện thoại. Chị để cho con chị với chị được nói chuyện một cách thoải mái nhất. Tức là mình sẽ hỏi những cái vấn đề về cuộc sống. Ví dụ như chị thấy cái này là cái mà thầy chị dạy mà chị thấy rất hay và chị áp dụng, chị cũng có thể chia sẻ cho em. Đó là khi mà con em ở nhà mà em đi làm về chẳng hạn, em cảm thấy buồn bực hôm nay em đi làm đúng không? Trung thực với nó, hôm nay mẹ cảm thấy mệt. Tâm sự với nó như một người bạn luôn. Có nó sợ hỏi mẹ, ủa sao mẹ bệnh? Ừ thì hôm nay mẹ đi làm á, chỗ làm của mẹ cái cô này cái chú này vậy á, mẹ cũng suy nghĩ là mẹ phải nói chuyện như thế nào, nhưng mà mẹ chỉ muốn tâm sự với con vậy thôi. Em đừng coi thường một đứa trẻ 5 tuổi, 7 tuổi, nó không hiểu, nó hiểu hết á. Và khi em coi nó như một người lớn, em tâm sự với nó, bây giờ em vô tình giúp nó được một cái, đó là nó trưởng thành lớn nhanh hơn người khác. Nhớ lại hồi xưa khi em ở việc, khi em đi ở nhà xong em về em thấy ba má em bực bội, xong em hỏi ông bà chửi em, mày con nít mày biết cái gì, em cảm thấy sao? Em cảm thấy em rất là vô dụng, em cảm thấy trời, ba má mình buồn, mình không giúp được gì đúng không? Thì cũng tương tự như vậy với con của em, khi em chia sẻ như vậy con em nó cảm thấy là ô, mình giống người lớn ghê á, mình được tâm sự với mẹ, mình được mẹ chia sẻ, mình được mẹ nói cho mình nghe những cái này, và vô tình em giúp con em trở thành chững chạc, và khi ra đường nó trở thành một người có trách nhiệm với xã hội, có trách nhiệm với cộng đồng, cũng như là có trách nhiệm với gia đình. Khi nó về nhà nó sẽ biết được là à, đi làm có nghĩa là cái gì, đi kiếm tiền có nghĩa là cái gì, xã hội nó là cái gì. Em càng dạy cho con em càng sớm thì sau này nó bớt khổ, được không em? Dạ. Ừ. À, em còn có một cái là ví dụ như là bé thì bé rất là tò mò, nên khi em học cái như clip của chị Nhi hoặc là những cái khác á, thì bé có quyền được nghe chung với mình hay là nó phải phù hợp với độ tuổi của mình? Được em, đâu sao đâu, con chị mà nó nghe nó, chị vẫn cho nó nghe bình thường mà. Con của chị thậm chí chị còn cho nó nghe những cái kiến thức lớn nữa. Ví dụ như ông Warren Buffett là cái ông mà bày về đầu tư chứng khoán á,
ổng làm cái hoạt hình để cho mấy đứa con nít á, em có thể mở cái đó cho nó coi luôn. Trên YouTube nó có gọi là Warren Buffett Cartoon á, tức là nó dành cho những cái đứa bé từ 5 đến 6 tuổi hiểu về tiền, hiểu về tài chính, để cho tụi nó từ nhỏ đã có cái tư duy như một nhà đầu tư, như một nhà kinh doanh. Càng sớm em cho con em tiếp xúc cái này thì càng sớm cho con em sau này nó ra đời nó không có ngu dốt về tiền như tụi mày. Ok, chứ còn mà em mà không dạy cho con em sớm, sau này nó ra đường bây giờ nó không biết tiền là cái gì, cuộc đời nó sẽ rất khổ. Ok, cha giàu cha nghèo hay là những cái board game, em có thể mua cái mà em biết cái board game là những cái mà cái chơi trò chơi mà dạng như là chơi về tài chính mà chơi game trên bàn á, em có thể mua những cái game đó. Chị không biết ở Việt Nam có không, nhưng ở nước ngoài có rất là nhiều. Lâu lâu chị cũng chơi mấy cái đó với con, xong con của chị nó thắc mắc, nó hỏi là mẹ tại sao tới đây mẹ lại đi mua bất động sản vậy, tại sao mẹ đi tới đây mẹ lại ở Việt Nam mà là cờ tỷ phú đó. Ok, mẹ ủa tại sao tới đây mẹ lại mua cái ngân hàng vậy, ví dụ như nó sẽ hỏi em những cái câu như vậy. Cái xong em hỏi ngược lại nó, con nghĩ làm sao, tại sao mẹ mua như vậy, nếu là con sẽ hành động như thế nào, nếu là con sẽ tư duy như thế nào, để cho con em nó bắt đầu suy nghĩ đến chuyện tiền là một cái gì đó rất bình thường, không có ô nhục ô uế, không có xấu hổ gì hết á, và không có được để cảm xúc vô tiền. Dạ. Ừ. À, chị, những cái bạn mà đang ở trong cái Zoom nghe nè, cái video này chị không có đăng trên online, team của chị nó sẽ pick cái câu trả lời nào mà nó thích và nó cắt vậy thôi. Cho nên là tụi mày rất may mắn, bởi vì tụi mày vô đây không những tụi mày được học chéo giữa 20 đứa với nhau, và tụi mày còn được nghe hết cái này từ đầu đến cuối như vậy, và không có cái cơ hội để nghe lại được đâu. Hên xui mà cái tụi admin nó cắt đúng cái câu hỏi và cái câu trả lời của mày để đăng lên thì tụi mày được nghe, còn không thôi đó là một đi không trở lại đó. Được chưa? Yeah. Cho mấy đứa ngồi kia cho nó thèm chết cha nó luôn đi. Ai biểu nó ngu, tao biểu nó chia sẻ trên tường không đứa nào làm, tao cho nó chết. Tưởng ra chị Nhi không có cái để không có chiêu để chơi à. Ok, cảm ơn em. Dạ, yeah, cảm ơn. Ừ. Cảm ơn các bạn. Đừng có quên like, share và subscribe. Nếu các bạn là những người coi trung thành, các bạn phải biết phải làm cái gì rồi. Tiếp tục lan tỏa cái điều như vậy.